Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng VPC trên các dòng switch Cisco Nexus. VPC là viết tắt của Virtual Port Channel, là một công nghệ ảo hóa được ra mắt vào năm 2009, cho phép các liên kết vật lý trên hai thiết bị Cisco Nexus 3000, 5000, 7000 hoặc 9000 khác nhau có thể được gom lại thành một cổng logic channel để kết nối tới các thiết bị endpoint. Endpoint có thể là một switch, máy chủ, router hoặc bất kỳ thiết bị nào khác như tường lửa hoặc bộ cân bằng tải hỗ trợ công nghệ Link Aggregation LACP, Ether Channel. VPC chỉ hoạt động trong miền Layer 2 thôi. Khi các bạn triển khai VPC thì chúng ta sẽ phải cấu hình riêng biệt trên hai switch, nghĩa là phần control plane trên cả hai switch là khác nhau. Các bạn có thể hiểu đơn giản là VPC sẽ cho phép chúng ta cấu hình port channel giữa hai switch khác nhau. Như trong mô hình của mình thì mình có thể cấu hình port channel giữa hai cổng E1/4 trên hai switch primary và secondary để nối xuống switch bên dưới. Để có thể cấu hình VPC, chúng ta cần phải có VPC Peer Link, VPC Keep Alive Link. VPC Peer Link là thành phần kết nối quan trọng nhất trong thiết lập virtual port channel. VPC Peer Link được sử dụng để đồng bộ hóa trạng thái giữa hai thiết bị VPC thông qua các gói điều khiển VPC để tạo ra một mặt phẳng điều khiển duy nhất. VPC Peer Keep Alive Link là đường link Layer 3 được sử dụng để xác định các thiết bị trong cụm VPC và các đường VPC Peer Link có hoạt động hay không. Không có dữ liệu hay các gói tin đồng bộ đi qua VPC Peer Keep Alive Link. Chỉ có các gói tin IP, UDP sử dụng port 3200 để monitor switch và các Peer Link trong cụm VPC. Thời gian mặc định của các gói tin này là 1 giây và timeout là 5 giây. Ok, bây giờ mình sẽ cấu hình VPC. Mình sẽ sử dụng mô hình đơn giản gồm 3 switch Nexus để các bạn dễ tiếp cận. Một switch là primary và một switch là secondary. Với các tính năng nâng cao và mô hình đấu nối thực tế thì mình sẽ làm trong một video khác. Trước tiên các bạn cần bật một số tính năng cho VPC, bao gồm tính năng VPC, LACP, Interface VLAN. Sau đó cấu hình một VPC domain. Các bạn lưu ý là VPC domain này phải giống nhau trên cả hai switch nhé. Mình sẽ sử dụng domain 1. Trong VPC domain, các switch sẽ bầu cử primary bằng giá trị priority. Switch nào có giá trị priority thấp hơn sẽ là primary. Các bạn có thể cấu hình bằng lệnh row priority. Sau đó nhập giá trị priority vào. Mình sẽ đặt cho switch 1 là 10. Tương tự mình sẽ bật feature và cấu hình switch 2 mình sẽ đặt là 100. Mặc định thì tính năng chiếm lại quyền sẽ không được bật, nghĩa là khi switch 1 bị lỗi thì switch 2 sẽ nhảy lên làm primary. Nhưng khi switch 1 được khôi phục lại bình thường thì hai switch vẫn sẽ giữ nguyên role của mình. Nếu các bạn cần switch 1 luôn là primary trong trạng thái bình thường thì có thể bật tính năng này bằng lệnh VPC role preempt trên cả hai switch. Lệnh này cấu hình ở mode exec nhưng trên Nexus thì các bạn gõ mode khác cũng được. Các bạn cần bật lệnh này sau khi đã cấu hình xong VPC. Ngoài ra thì còn nhiều cấu hình khác mà các bạn có thể bật tùy từng trường hợp triển khai, nhưng có một số cấu hình mà các bạn nên bật khi cấu hình VPC. Đây là tùy chọn thôi nhé, mình sẽ gõ lệnh luôn. Còn lợi ích thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu theo từng option một. Nó cũng khá dài để hiểu nên mình sẽ không nói chi tiết ở trong video này được. Nếu bạn nào cần thì cứ comment bên dưới nhé, mình sẽ làm một video về VPC nâng cao riêng để nói về các option. Tiếp theo các bạn nên cấu hình Keep Alive Link trước. Keep Alive Link thì các bạn có thể sử dụng link 1GB là được rồi. Tuy nhiên thì nếu còn thừa cổng mạng thì các bạn có thể sử dụng 2 link để tăng dự phòng cho cổng này cũng được. Các bạn có thể sử dụng link Layer 3 hoặc Interface VLAN và đặt IP 2 đầu cũng được.
và các bạn cũng nên tạo một VRF để tách biệt link này ra nhé. Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng interface VLAN 100 cho Keep Alive Link. Mình sẽ tạo một VRF tên là Keep Alive. Sau đó gán VLAN 100 vào VRF này. IP mình sẽ sử dụng dài 192.168.1.0-24. Access cổng E1-1 vào VLAN 100. Trên switch secondary, các bạn cũng cấu hình tương tự, chỉ khác địa chỉ IP. Mình sẽ ping thử đến IP của secondary. Các bạn lưu ý là ping trên VRF Keep Alive nhé. Ping OK. Sau khi đã ping được hai đầu link Keep Alive, các bạn vào VPC Domain để cấu hình Peer Keep Alive. DES là 192.168.1.2. SUOC là 192.168.1.1. VIF là Keep Alive. Tương tự trên Secondary. DES là 192.168.1.1. SUOC là 192.168.1.2. VIF là Keep Alive. Sau khi cấu hình xong, các bạn có thể kiểm tra bằng lệnh show VPC Peer Keep Alive. Các bạn kiểm tra trạng thái VPC là Alive. Send status là success, nghĩa là chúng ta đã cấu hình VPC Keep Alive thành công. Ở đây các bạn cũng có thể xem được các thông số cấu hình của Keep Alive Link như thời gian gửi gói tin, timeout hay là port được sử dụng. Các thông số này chúng ta đều có thể cấu hình để thay đổi tùy theo thiết kế của mình. Tiếp theo thì các bạn cấu hình VPC Peer Link. VPC Peer Link thì các bạn nên sử dụng ít nhất 2 link được gom lại thành một port channel. Cổng Peer Link này sẽ được cấu hình là cổng trunking. Các bạn cũng chỉ nên permit các VLAN mà mình có qua Peer Link này. Mình sẽ cấu hình hai cổng E1-2 và 1-3 vào port channel 99 để làm VPC Peer Link. Port channel 99 mình sẽ cấu hình là cổng trunking. Trên switch có bao nhiêu VLAN thì các bạn permit các VLAN tương ứng trên PO99 này nhé. Mình sẽ để mặc định là permit all. Sau đó bật VPC Peer Link trên PO99. Sau khi bật Peer Link thì switch sẽ có thông báo cần đổi port type sang network để tránh loop. Các bạn cứ cấu hình spanning tree port type network là được. Còn bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tìm hiểu về Standing Chain Bridge Assurance nhé. Cấu hình tương tự trên Secondary.
Như vậy là phần cấu hình cho VPC đã xong. Các bạn có thể sử dụng lệnh show VPC để kiểm tra. Trạng thái peer là form để OK và peer align là VPC đã thiết lập thành công. Bây giờ chúng ta có thể cấu hình port channel giữa hai switch để nối xuống các thiết bị khác. Như trong mô hình của mình thì mình sẽ cấu hình port channel 10 để nối xuống switch bên dưới. Mình sẽ cấu hình port channel 10 trên switch access trước. Mình sẽ để mode active. Cổng này mình sẽ cấu hình là cổng trunk. Trên switch nexus phía trên thì chúng ta cần tạo port channel trên cả hai switch. Hai switch sẽ sử dụng một thông số là VPC number để xác định xem port nào thuộc cùng port channel. Còn các cấu hình khác thì cũng như bình thường thôi. Trên primary mình sẽ cấu hình cổng E1-4 vào port channel 10. Trong port channel 10 thì các bạn cấu hình thêm VPC 10 để các switch nhận biết port channel giữa hai peer. VPC number và port channel number thì không nhất thiết phải giống nhau nhé, nhưng các bạn nên đặt hai số này giống nhau để chúng ta dễ cấu hình, xử lý sự cố. Tương tự, mình sẽ cấu hình port channel trên secondary. Để kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng lệnh show VPC. Chúng ta có thể thấy port channel 10 đã up. Trên switch VPC thì khi show port channel thì chúng ta sẽ chỉ thấy có một member và tốc độ vẫn là 10 gig. Còn trên switch access thì PO10 sẽ có hai member và tốc độ là 20 gig. Điều này là do hai switch nexus vẫn giữ hai control plane riêng, tuy nhiên thì hoạt động của port channel vẫn như cũ. Switch access bên dưới sẽ chỉ biết bên trên là một switch logical thôi, tương tự như khi sử dụng stack. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng VPC trên Cisco Nexus. Các bạn nếu gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Và đừng quên like, share cũng như subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.